Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món gà lăn bột theo kiểu của người Đài Loan đó. Món này mình hay thấy họ bán ở ngoài đường, nó giống như ở Việt Nam mình bán thịt xiên que nướng đó các bạn. Đây, bên Đài Loan họ có mấy món này. Hôm nọ mình có đi quay ở ngoài hội chợ thấy họ bán, ăn thử thấy ngon lắm. Thành ra hôm nay về mình bắt chước mình làm. Các bạn có thể dùng ức gà cũng được, ở đây mình dùng đùi gà để làm. Bây giờ mình sẽ làm gà trước để mình ướp đó các bạn. Ở đây mình có khoảng chừng 50g bột mì, khoảng 1/3 cup, với lại 50ml nước. Mình có tiêu trắng, mình có muối, mình có bột nêm, rau húng quế để ăn phở đó. Mà mình không có nhiều, mình chỉ còn có nhiều đôi lá thôi. Mình cũng cho đỡ vô. Lá mình cũng cho thêm một tép xả vô cái nước dầu cho nó thơm cái nước dầu. Mình sẽ ướp với tỏi, mình ướp với đầu mè nữa, với một chút ngũ vị hương. Bây giờ mình làm cái gà trước, mình rút xương lên, chỉ ăn thịt không thôi. Các bạn có thể làm bằng ức gà cũng được, nhưng mà mình không thích ăn ức gà tại nó mềm quá. Cái này làm đùi gà thì ngon hơn. Đây mình có 4 cái đùi gà mình đã lóc xương rồi các bạn. Bây giờ mình cắt ra mình ướp trước khi mình làm mấy cái thứ khác, tại vì mình nên ướp nó khoảng chừng 15-20 phút. Mình sẽ cắt miếng, đừng có nhỏ quá, miếng hơi lớn lớn. Món này tưởng tượng như ở Mỹ, mà ở tiệm hamburger thì cũng có chicken McNugget, món ăn đường phố. Giống như Việt Nam mình có chả giò với lại thịt xiên que đó các bạn. Mình làm ôm miếng giống như mình cắn một cái, hai cái là hết thôi, đừng có lớn quá. Các bạn có thể bỏ da nếu không thích ăn da. Bây giờ mình sẽ ướp với một ít tỏi. Các bạn có thể bỏ tỏi bột cũng được. Thường mấy cái món chiên mình bỏ tỏi bột. Các bạn cho một chút muối vô, chừng 1/3 muỗng muối thôi. Bột nêm này thì nó lạt, mình cho khoảng chừng 1 muỗng cà phê bột nêm. Các bạn dùng tiêu trắng, không có tiêu trắng các bạn dùng tiêu đen. Tại vì tiêu trắng nó không có nhìn thấy cái hột đen á. Khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, khoảng chừng, không cần nhiều ngũ vị hương nha các bạn, non nửa muỗng cà phê ngũ vị hương. Nếu các bạn có bột nổi cho vô một chút nha. Không có bột nổi mình dùng baking soda với lại giấm cũng được. Chút xíu thôi, khoảng 1/3 muỗng cà phê thôi. Mình dùng baking soda để thay thế bột nổi đó thì mình phải có một chút xíu giấm hay là chanh vô. Các bạn cho chừng nửa muỗng cà phê thôi nha. Các bạn thấy nó sôi lên à, thì lúc đó baking soda nó mới làm giống như là bột nổi. Mình thay thế bột nổi thì mình phải dùng kiểu đó. Các bạn cho chừng một muỗng canh dầu mè vô. Dầu mè để nó áo một lớp ở ngoài miếng thịt á, vừa thơm cái thứ nhất, thứ hai nó áo một lớp ở ngoài thì gia vị không có bị rớt ra khi mà mình chiên. Khi mình tẩm bột cũng vậy. Bây giờ mình để đó chừng 15 phút, trong lúc đó mình làm món khác. Để ăn cho đỡ ngán đó các bạn, mình sẽ làm một ít nộm dưa leo. Mình có ngò, mình có hành tây. Bây giờ mình sắc củ hành tây trước rồi mình ngâm. Các bạn sắc mỏng thôi nha. Mình bỏ vào nước đá lạnh cho nó giòn. Nếu các bạn muốn bớt đi cái mùi hăng của hành đó, các bạn cho một ít đường vô. Nhưng mà khi cho đường vô đó thì nó lại bớt giòn. Các bạn có thể cho chút xíu chanh hay giấm vào đây cũng được. Mình làm cho nó hơi chua chua một chút cũng được. Mình làm vậy thôi. Bây giờ mình sẽ xắt dưa leo. Dưa leo là nếu các bạn ngâm với muối đó thì nó sẽ ra nước. Dưa leo nó sẽ ăn giòn hơn. Kiểu này mình không cần, mình làm dã chiến ăn thôi. Nếu mình dùng dưa leo lớn đó, các bạn muốn để hột thì để, mà muốn bỏ hột thì bỏ nha. Dưa leo này nó nhỏ, ăn hột luôn. Hột nó cũng không có bao nhiêu á, giống như cái ruột thôi à, chứ không có hột. Lát nữa khi mình cho nước mắm vô đó thì dưa leo này nó cũng ra nước nha. Các bạn muốn để nguyên miếng cũng được, hay muốn cắt làm đôi vậy cũng được nè, tùy theo sở thích. Ăn cho đỡ ngán thôi. Ngò cũng vậy. Bây giờ mình làm nước chấm. Mình có một vài lá chanh á, mình cắt mình bỏ vô. Lát nữa ăn với gà lá chanh nó thơm lắm. Các bạn cắt cho thiệt nhỏ nha. Nước mắm mình làm gọi nôm na là nước mắm đặc các bạn.
Mình cho một muỗng đường, một muỗng nước mắm, với mình cho một muỗng chanh vô. Ớt mình không ăn cay được nhiều, thành ra mình bỏ bớt hột rồi. Mình cho thêm một chút ớt này vô cho nó có màu. Bây giờ mình cho bột vô đây để mình chiên. Muốn ăn cay đó, mình có thể cho ớt sauce hoặc là mình cho một chút xíu ớt bột đó. Ớt này thì nó không có cay, nó chỉ hơi hơi thôi. Gà này mình ăn mình thấy nó ngon hơn gà KFC nhiều. Họ không có ướp gia vị gì hết, họ chỉ chấm với mấy cái sauce thôi à. Mấy em bé thích thôi. Đây là 1/3 cup bột mì đó, khoảng chừng 50g các bạn. Với khoảng 50ml nước. Rồi, mình xong. Lát nữa cái bột mình áo ở ngoài đó, các bạn cho một chút xíu ngũ vị hương vô nha. Một chút thôi. Một cái đầu muỗng cà phê thôi, đừng có nhiều quá. Với lại các bạn cho một chút xíu muối nữa. Mình dùng này là bột khoai tây nha các bạn. Đấy, bây giờ mình xong rồi, mình qua mình làm. Mình cho dầu vô để chiên nha các bạn. Các bạn phải canh dầu cho thiệt nóng nha. Khi mình bắt đầu bỏ vô, mình cho lửa xuống khoảng trung bình thôi nha các bạn, cho nó chín thịt ở trong á. Khi mình chiên lửa như vậy đó, các bạn thấy bọt nó ra đó, là hơi nước nó bị nóng, nó đẩy ra, thành ra dầu không có rút vô trong miếng gà được. Nếu các bạn mà chiên lửa nhỏ quá đó, dầu nó không đủ độ nóng á, hơi nước ở trong nó sẽ không bung ra, mình sẽ không thấy bọt. Chiên mà các bạn thấy không có bọt là coi như nó mỡ với dầu nó sẽ rút ngược vô trong cái miếng thịt của mình nha. Mấy miếng như vậy là được rồi đó. Ở trong chín mà, không có sống đâu. Tại miếng thịt nó mỏng lắm, mà hai mặt đều có dầu hết. Hai mặt đều nóng hết. Mỗi mặt nó chín vô một chút là chín hết à. Hồi nãy mấy cái chiên rồi mình để có một bên này nha các bạn. Còn bên này là mình chiên sau. Để lát nữa mình bỏ vô lại đó. Các bạn để khi mà mình nguội là cái hơi nước nó ra bớt rồi. Nãy giờ mình để cho thịt nguội. Bây giờ mình bắt đầu mình chiên lần thứ hai nha các bạn. Lần này thì các bạn cho lửa lớn mà chiên chừng khoảng 1 phút thôi. Không có lâu đâu. Mình có lọc cái dầu đó, mình cho thêm dầu vô nữa. Dầu gần nóng rồi nè. Bây giờ mình cho vô nha các bạn. Lạ lắm. Các bạn chiên khoảng 1 phút thôi nha. Mình để nguội như vậy thì hơi nước ở trong miếng thịt nó ra bớt á. Thì khi mình chiên nó sẽ giòn. Đó tại sao Việt Nam mình gọi là chiên hai lửa là vậy đó. Mấy lúc chiên cái này các bạn cẩn thận nha. Nó có thể có hơi nước nó nổ ra đó. Mình tắt bếp được rồi. Vậy là mình xong. Xong rồi các bạn, mình đem qua nha. Vậy là mình xong rồi đó các bạn. Ăn với cái gà này đỡ ngán mà ngon lắm. Nước mắm này mình pha mặn đó nha các bạn. Nước mắm mặn thành ra các bạn cho vô cẩn thận thôi. Mình cho vào đây một ít tỏi phi nha các bạn, cho nó thơm.
Thêm một ít mè mình rang rồi đó. Món này nó cũng hơi mặn rồi, có cho muối rồi. Bây giờ mình có thể mình ăn không cũng được. Mà nếu mình thích, mình cho một ít sốt mayonnaise vô. Mình cho một chút ketchup. Với một chút tương ớt vô. Các bạn ướp như vậy là vừa rồi nha. Cái lá này cũng vậy, nó là mình có nhiều thì ngon lắm. Ăn giòn tan à. Trước giờ mình đâu giờ mình nghĩ ra cái lá này mà chiên lên đâu. Mình không có thì giờ chứ nếu không mình xé nhiều cái lá xả này ra mình chiên lên cái này nè. Ăn rất là ngon, ăn giòn tan à. Nếu các bạn có dịp làm thử món này ăn nha. Rất là ngon, rất là lạ miệng. Ngon hơn gà rán của KFC, gà ông già đó. Ngon hơn là tại vì mình có tẩm gia vị trong đó, có ngũ vị hương, có gia vị theo kiểu mình thích. Đúng ra mỗi thứ nó có một cái kiểu ngon khác nhau. Nếu các bạn thích video của mình, cho mình một cái like và share cho bạn bè cùng xem nha. Và nếu bạn có ý kiến gì đóng góp thêm cho mình á, cho mình xin trong phần comment. Chúc các bạn thành công trong món này mình tạm gọi là món gà chiên giòn này nha các bạn. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.